Nhà đi. Đi đây. Đi tay đi mà. Đi là không có tắt luôn mà đấy. Nó mắt vào. Bỏ tay lên đây. Đi đi lại lại đi. Đi tay lên. Hai tay. Đi mà. Chiều đi, bay. Không mấy đâu, nhà Yến gọi trước đi. Bởi vì đến đây là phải gọi cho nhà mình trước. Nhẽ ra là gọi nhà mình trước mà. Tại vì là gia tiên nhà mình bao giờ cũng phải gọi cho gia tiên nhà mình trước. Thì ghi như nào mình ghi nhà chị ở nước ai thì gọi thôi. Bây giờ ghi tên hai vợ chồng chị nữa. Thôi đến hai đứa con của chị thôi. Bởi vì mình phải tôn trọng gia tiên nhà mình trước. Đây bây giờ gọi đang còn chưa thấy cái gì. Chúng ta vào đây với chị nhanh vào đây. Đang mắt nhắm mắt mở không chưa nhìn thấy cái gì đâu. Chị chào về đây. Hỏi Như Liễu nhá. Đang làm bên nhà Thế Thịnh ấy. Con bên bên. Thầy này tận tiên con nhá. Thầy xinh gái quá. Trẻ. Ôi giời. Trẻ gì nữa? Mất tàn muốn chết đi được ấy. Được bao nhiêu tuổi đấy? 37 tuổi. Như 37 tuổi đã là anh lên. Là 88 á. Thầy. Xin chưa? Cho em ngồi nhé. Không,
Em không phải. Không ngồi được đâu. Em đang bị. Bị cũng không có sao cả. Không, không, em không ngồi. Không, không. Không, không. Nó làm sao đâu. Không, em không ngồi được đâu. Em không ngồi. Không, không ngồi được. Không ngồi được đâu. Em không ngồi được đâu. Đánh một trượng. Không. Em không ngồi. Không. Cho bà Đoan ngồi. Không. Không. Em không ngồi đâu. Em chào anh Phùng lên nhá. Em không ngồi đâu. Không, 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 chỉ đang ngồi. Chỉ đang ngồi đường đâu ra không. Cho người khác đi. Em có giấy rồi. Em chào chị Nhiên nhá. Này, cô này là tận Tuyên Quang Hà Giang về đây này. Đấy, cô thầy ấy, cô đồng ấy. Đâu, đâu đây. Đưa đây. Ba là lăng thì sầu nhỉ. Ừ. Chân dung nào? Để nó sưu tập để xóa những cái video mất video đấy không ấy đấy sao ba mở ra chứ sao thì sao thì ông cù lần nữa ông cù mở ra là chị thấy như thế luôn đấy năng bảo tuấn ông cù mà ông làm thấy tên là gì nhỉ thầy chị không biết luôn khỏi báo ô máy tính biển sao luôn mới ông bà được rồi nhỉ mới ông bà chứ thì bây giờ quan trọng là mấy ai lên được thì cứ lên thôi quan trọng là năng bảo tuấn này là em đây. Em không ngồi đâu. Ngồi ngồi đi. Ngồi đi. Đi. Không chị ngồi đi. Chị ngồi đây. Ngồi xuống đi. Mà ai hỏi tôi. Em ngồi, chị ngồi đấy. Chị tên là gì đấy? Điền là mình phải khác ngồi chứ ông bà có vào sao không nữa. Phải chứ. Sao không? Sao không? Mình không ngồi không được. Bây giờ ai, bây giờ ở ngoài chị mới biết hỏi nhiều cái. Chị không ngồi thì ai ngồi? Không, không. Thế ai ngồi đi. Chị ơi xem vào. Thế thím ngồi hồi đi. Cháu đang bì à? Chị ghi tên chị vào đây. Anh lên ở đây là xem vong. Xem ai xem nào. Không được. Thì tí cháu quay máy cháu cho. Máy thím không được, cháu vào bộ sưu tập rồi này. Ở đây được, nhưng mà... Vậy để thêm sáng thôi đi đó. Năng thị sầu. Gió lạnh nhé. Đi đi đôi lòng cửa. Thả lòng người chơi đi bay lắm. Giống kiểu chị đang chơi đồ. Chị sẽ dễ vào nhỉ. Ba hồn bảy vía, ba hồn bảy vía nào lên cho lên này đây ai đi đả vần nào cô xin cung thủy mời công lên đây nào ai đi đả vần nào cô xin cung thủy mời công lên đi bảo tuấn nào đang bảo tuấn xin nguồn thân chất của người trần na đi đả vần nào đi thị tình nào đi thị tình nào ai đi đả vần đúng người à nào lên cho lên này đây nào mình sao bảo đồ đồ mình sao bảo đồ đồ ngay nào lên nào lên nào lên nào lên này đây ai đi đả vần nào lên cho lên này đây nào khi ai đi đả vần nào ba hồn bảy vía tám nào ba kề đầu cổ đi nào ai đi đả vần nào lên cho lên này đây nào ai đi đả vần nào để cho bách ra cho bọn nào ai đi đào phần nào ai đi đào phần.
thế này không à? Không ai đi đào phật đâu sang tay lai rồi không? Thì bảo người bảo từ đứa một nào ai đi đào phật nào? Xem cái con đâu ai đi đào phật cháu đâu nào ai đi đào phật nhá? Nào ông lên ông sang tay lai rồi ba hồn này thì ba hồn người có nào đấy không? Ông lên ông tá thọ các con nhà đang yến đang làm cho nhân yến này. Ai đi đào phật nào? Mình làm thật cả thì được làm sao có ông lắm này. Thì ông làm có tuân đi. Hết. Thì ông làm có tuân đi. À, còn đấy cái nắm nhé. Đừng mấy cái chén nắm nhé. Ôi, áo nằm rồi nè. Đây nước này, áo nằm. Ông chén nắm mấy từ lâu ấy. Uống rượu nha. Hả? Uống rượu nằm mấy từ lâu nha. Uống rượu nha. Uống đầu mặt. Dạ. Chào ông nha. Ủa, ông lên đây ông có mệt không? Ông lên đây ông mệt không ạ? Ông lên ông đây ông có mệt không ạ? Ôi giời, ông uống rượu sành điệu đấy, ông uống nước sành điệu nhé. Uống nước sành điệu thật. Ôi. Thế ông uống chén rượu nhé. Trẻ. À, chén đi cho ông uống trẻ nhé. Đi pha nước trẻ đi, uống trẻ trước đi. Ông có mệt không? Ông lên đây ông có mệt không ạ? Tôi có chéo không? Dạ, ông lên ông giảm con đồng cái gì không? Có chè nhầm cái là con đường thằng cháu. Có thầy đây là có kéo không đấy? Dũng ơi, về bà ấy xem Dũng nhá. Lắm, đừng đi. Xem Dũng cái. Cần Dũng đi bà. Vì cái đang ở chán. Không chạy đi. Mẹ đang làm như kiểu đang làm như là. Gá cũng được hết lắm về. Thế là hả thì chắc rồi. Chắc rồi. Mẹ. Mẹ. Bái cao cho con thấy. Cái thái. Nào vào đây chị bé. Chè nước ở đâu? Chè ngoài kia. Chè ngoài. Chè ở ngoài nhưng mà nước có đâu? Có mà ở trong cái ấm sẽ có cái chị vừa thích bảo ở đây vào. Bạn đến đây này. Còn rau gì phải khi chị định này bảo cái gì nó. Chè mấy cao đi. Ông thầy kinh ông nghe thầy ông thầy kỳ lắm. Ông thế ngày xưa ông làm thầy à? Không, ông làm thân hóa. À, thế ạ. Ông cười thế, hôm nay ông lên đây có mày đâu. Đúng lên mặt ấm, cưới nhiều người uống hôm nay. Ông thiệt dài lắm đấy, nghiệp siêu thiệt dài lắm. Vui nghe ông vui không? Vì thích trò chính tiệt à? Ông thiệt anh gì à? Ông thiệt ông thiệt rượu đâu? Ông thiệt rượu đây này. Làm gì phải rượu? Phải không? Cái đây không phải rượu. Đây, đây, con mời ông. À, đấy, cô đồng người ông uống rượu. Con mời ông nhá. Trời ơi, ông uống sành điệu quá rồi chứ này. Ngon nhỉ? Chịu ngon đấy. Nghe đời một tí nữa sáng nhỉ? Dạ. Cô đồng đi đường xa quá. Vâng, hôm nay con đi cả ngày đấy ông ạ. Con đi cả ngày đấy, hôm nay con đi vất vả lắm đấy. Nhưng mà... Cô đồng một tí nhỉ? À vâng, con, dạ dạ dạ, con xin ạ, con xin ạ. Con cháu nhà này đi đâu hết rồi nhỉ? À, đây ạ. À? Ai? Ờ, có một đây, con chè cho ông rồi. Ông tìm ai? Ông tìm ai? Ông tìm ai? Thế à? Ông tìm thế à? Ông tìm ai ông bảo con? Ông tìm ai? Ông muốn tìm ai đấy ạ? À, còn con chó một giày à? Thế thì ông mắng ông chửi chừa chúng nó đi. Ờ, thế ông... Ông chửi chừa ông mắng chửi chúng nó đi. Ông mắng chửi chừa chúng nó đi. Ông bắt lộc mắng bỏ chừa. Cắm nó, cắm nó. À, ông bắt lộc lan tài cho mà chúng nó cũng biết à. Chồng chị Yến này đâu? Chồng Yến đâu? Thế ơi! Anh Thế ơi! Vẫn đây rồi! Anh Thế ơi! Con Thái đi! Con Thái đi gọi bà!
Ở đây nhờ cái thế nào? Bao thấy ngoài à? Nghe ông muốn nói gì thì ông cứ mắng chừa chúng nó đi, mấy chị chẳng mấy khi ông lên đây đâu, con lên đây cũng xa vất vả, hôm nay chị có tiếng chị mời con lên đây thì thôi con lên con giúp ích ra cho mọi ông lên ông sang tay. Chị không biết nhau đâu rồi mà nhỉ? À dạ vâng, chúng con cũng biết nhau được hơn. Cháu cũng cầm ví đi đâu rồi, cầm ví đi đâu rồi. Sang tay ai cho con cho cháu của nhà họ Lăng nhá, được không? Ông bàn lọc bàn tải bàn bẩn cho con cho cháu. À vâng, cháu đi thịt này nó cũng là người đồng mà, nó cũng là thầy mà. À, dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. À, thế ông ban tài chỉ cho chúng con xem là cái bàn then này đã được chưa hả ông? Ông mở mắt ra ông nhìn ạ. Ông cứ mở mắt ra, ông mở mắt bình thường, ông mở mắt ra cho chúng con xin ạ. Ông mở mắt ra, ông mở mắt ra, ông nhìn đi ạ. Nó làm ăn được là cái bàn to đi nhá. Dạ vâng ạ. À. Thế cái lăng văn thế này ấy, có vận hạn gì không ông? Tháng 11 này, ngày 27, tháng 11 ngày đi xe đi thổ phải cẩn thận hết. Dạ vâng ạ. Cái đi vào cái. Đi. Quay rồi, cũng không quay. Cứ ghi vào đi, cho chắc ạ. Thế ông mà tìm ai không? Ông không có nói chuyện với cháu không? Thế thì thế đi mua thì đối. Thế ông giận là cái gì? Thầy là vợ chồng cứ lục đảng nè. À, thế để cho con mắng chừa chúng nó nhé. Rồi, tí nữa con về con mắng chừa chúng nó một trận cho. Nhá. Đi mua cái gì thôi. À, thế cái vi thì tịnh này à? Ngày bao nhiêu hôm nay, ngày bao nhiêu có? Cái vi thì tịnh này này có vận hạn gì không ạ ông? Ông chị đừng ông dân nói cho con nữa. Các cụ trẻ chấm hết rồi không lo đâu. À, dạ vâng ạ. Lúc nào các ông các cụ cũng ngồi trên bàn nữa trẻ chấm. Dạ. Không lo đâu. Vâng ạ. Thế thì ông phụ. Từ giờ tự đi lộc nhiều lắm. Dạ. Ban lộc ban bẩm cho. Dạ. Cứ nhân độ thế hả? Dạ. Các cháu cảm ơn ông nhá. Thế cái cháu lăng hạnh phúc này này. Ông ơi ông xem hộ con với. Xem có vận hạn gì không ông? Con nhà thầy hết rồi, không phải lo đâu, ông bà quản hết rồi. Dạ vâng, thế cái cháu trai ấy, cháu trai Lăng Dũng này này, có sao không ông? Không. À vâng, rồi thế con cảm ơn ông nhiều nhá. Ông ơi, thì bây giờ ở cái đây... nhà này ấy, dạ. Thờ con chó đá mà chưa ăn đâu nhá. Dạ. À vâng ạ, con chó đá ở đâu hả ông? Trước cửa ấy, chưa ăn đâu nhá. Chưa ăn à? Dạ. Rồi thế để à, thế bây giờ phải làm thế nào? Tịnh ngày mai kia nó giờ phải làm thế nào à? Ông bây giờ làm bậc thầy an ninh trong mấy giữa nhà giữa cửa ha. À, bao nhiêu tiền của thầy khác người ta về cho đúng không ạ? Vâng vâng, tay phải ra tay trái hết nhá. Giám sát không còn chơi ông nhỉ? Đúng rồi, mình đi cứu nhận độ thế nhưng mà mình không làm được. Đúng rồi, nhá. Tại vì là mình người ta nói là giao sắc không còn được chui như thế đấy ạ. Vâng, thế ông căn dặn con cháu nhà mình đi ạ. Ông bảo cái gì con cháu đó? Dạ cháu đây, cũng đây vào đây con. Ông bà chào ông đi con, chào ông cụ đi. Con chào cô. Con chào cụ. Đứa này rất là ngoan ngoãn, giỏi giang nhưng mà bướng lắm nhá. Phải dạ, nghe lời mẹ, phải thương mẹ biết chưa? Dạ đi. Vâng ạ. Vâng, phải thương bố, thương mẹ biết chưa? Vâng, con hứa con ngoan rồi. Con là người ngoan thôi nhưng con bướng, con không nghe lời mẹ đâu nhá. Không nghe lời bố mẹ đâu nhá, nghe chưa? Dạ. Đi xe cộ phải cẩn thận nghe chưa? Dạ. Chăm chú học hành và đi chơi chơi ít thôi nhá. Tháng 10 này, ngày 13 tháng 10 này con đi đâu con cẩn thận nhá. Đi xe đi cộ đi chơi đâu cũng cẩn thận nghe chưa? Dạ. Ông ơi con mời ông mấy chè này, có chè ấm không? Thì chè lắm. Ông vừa cho đợi tí thế đi, ông đợi tí nhá. Ông dặn con cháu nhà mình đi đã. Sau một tí nữa xong ông mới chờ. Giờ chờ đi không được cãi lời bố mẹ nghe chưa? Dạ. Ông đi ông ấy phù hộ che chở cho con cháu nhà mình làm ăn nhá. Bố mẹ vất vả nuôi con lớn, con lớn rồi con phải biết nghe lời mẹ, biết thương mẹ nghe chưa? Dạ. Nhà mình là ông dạy, ông dạy. Mình làm thầy á, mình phải biết nghe lời. Dạ, dạ. Cứ dạ đi. Ông ban lộc ban bẩm cho con cháu học giỏi này, khôn ngoan nhá. Dạ. Mẹ. Mẹ. Mẹ đâu?
ông cụ ấy. Còn cháu trai này cũng khôn ngoan học giỏi nhá. Dạ. Nghe lời bố mẹ nhá. Dạ. 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 Đứng dạ đi. Đứng dạ đi. Dạ. Dạ cụ. Đứng dạ cụ nào. Dạ cho cụ uống một chén chè uống nào. Theo quà tìm ai không ạ? Ôi. Có đứa nào nó tìm ông đâu? Ôi, có nước chè vào đây này. Không có gọi được như thế. Thầy lạnh quá, ông hôm nay lên ông có thích uống chè à? Thích uống chè lắm. Có thuốc không? Đã có ạ. Giờ mình lấy thuốc đi, lấy bao thuốc ra đây. Cho mình điếu. Trời ơi, ông ơi tổ chức đấy, sao lại cho ông uống kiểu này qua? Cái chè... Ở chân kia nhiều bao thuốc đấy, lấy bao cả. Lấy bao ở chân kia cho ná lấy cho đi ra lại cho con lấy con không có cho như này qua hôm kia vừa được rồi chứ ai lại làm thế mà ôi mời ông chén chè nữa nhá nóng đấy ông phải nhất là nóng đấy tay lạnh ngắt à ông ở dưới tôi chúng nó không cho ông quần áo sao mà ông lạnh thế ông không tìm nhà thế nhá có mà thế ông còn tìm ai không? Có cái bạc tàn với cái bát ở đây để cho anh. Cũng cả bạc ở đây này. Lấy cái chén luôn được. Lấy cái chén lên đây bạc tàn. Lấy cái con được. Chán lắm. Cái ly kia. Chán cái gì được. Lấy mắm đi được mở cái đấy cho mình. Đây bạc tàn ở đây nhé. Mẹ con trả ra đứa nào. Thế ông có nhắc nhở cái gì bảo nó này để con bảo cho. Tao phạt cho từng đứa. Thôi ông giơ cao đánh khẽ, ông không phạt con phạt cháu nhà mình nhá ông nhá. Nhà mình bây giờ làm thầy rồi, ai lại phạt con phạt cháu bao giờ đâu ạ? Bố lão bố tét sẽ phạt. À thôi được rồi, người trần mắt thịt chúng con không biết. Người trần mắt thịt chúng con. Thôi thì bây giờ ông giơ cao đánh khẽ cho chúng con. Con đang chị cũng ngồi đây, chị cũng ngồi đây. Cô đang làm việc ở trên mạng sao mọi người nhá. Ai muốn so bó bỏ rồi cứ alo cho cô đang ở trên mạng sao nhá. Hãy ra khỏi cái bộ mình là tàn với mắt tiên xem sao không đi. Chính đi khỏi. Ông ơi, hôm nay có các bách gia trong họ người ta đến đây ấy. Tí nữa con gọi cho họ có được không ông? Được à? Thế vừa nãy con không gọi được với ông muốn lên trước à? À vâng, con xin lỗi ông nhá, tại vì con lên con cũng vội làm ấy. Con không biết. Còn chưa kính thánh nhà thầy. À con kính rồi, con mời à con gọi miệng rồi, tại vì hôm nay con đang ông thông cảm nhé. Ông thông cảm cho con nhé. Con cháu không có đứa nào. Đây cho cháu dâu kia. Đây chị cháu dâu đây. Cháu dâu ngoại đây. Ông còn hỏi ai thì ông cho ông chén nước. Vâng. Ông đọc bài bẩm cho này. Ông uống nước hay là uống nước chè hay là uống nước mấy nào ông? Ông thích chè thôi. Từ xưa là ông thích chè thôi. Con cho ông thích. Thật chừng mà này rất là giỏi nhưng mà hôm nay có một chút thuốc ông còn hút thuốc không hút à thế ông có dặn gì con cháu không con dặn chân nhé. Ông duỗi chân ra không? Ông có cần con chữa bệnh ông cho ông không? Ông có duỗi chân ra không ạ? Ông duỗi ra cho thoải mái. Ông có duỗi chân ra cho thoải mái không? Ông không tìm ai nhé. Cháu tắt bếp rồi. Không tìm ai con cháu không ạ? Ông có muốn dặn dò gì mọi người nữa không ạ? Ông biết không? Nếu nào? Đứa nào mà tao chẳng biết này, không hiểu. Thế, tao không biết.
Thế bây giờ ông có dặn dò gì cháu dâu không? Phúc ơi, lấy cái máy của dì về đây. Xem trực tiếp đi. Chị Tịnh đang làm. Nha. Đau rồi. Âm ấy. Vâng, vâng, con cảm ơn ông. Ông dặn thế rồi không có ngày ông ăn về được, ông mệt lắm. Nhưng mà em không biết là cái gì đâu, bên em là em gái cái này. Thế hỏi vợ chồng nó đi. Tìm để không tìm ai ạ? Lại thế nữa. Ông ơi, thế cho cô Ngọc hỏi một tí. Thế cho cô Ngọc hỏi một tí xíu được không? Cho cô hỏi một tí. Thì mày cầm. Cầm vào trong. Đi trong vào. Cầm cầm. Chị tìm mày. Thế ông có trách gì về cháu Tịnh không? Ông có trách gì cháu dâu Vi thì Tịnh này không? Có gì mà trách à? Thế ông ạ? Ban lộc ban bóng của tiên ban vâng. Bóng cho nó ông thế, vâng ông cứ phù hộ ban bóng ban lộc cho cháu dâu ông nhá. Em ăn rồi. Thế ông có hài lòng bảo nó là đi làm không cho vong vào nhiều đâu nhá, mình mới đồng non con thứ mới. Dạ. Không cho vong vào mình đâu nhá. Dạ. Thế là chị mọi khi chị không biết chị cho vong vào người mình à? Như cháu chẳng bao giờ cháu cho vào cháu đâu. Mình làm thầy làm đúng rồi. Không cho vào đâu nhá. Vâng. Thế cháu dâu nhà ông ấy có hai cô đi theo, ông có bằng lòng không? Ông có hài lòng không? Có được không ông? Thế ạ. Bảo nó đi làm không cho vong mình nhập vào người mình đâu. Dạ. Mình làm cứ đi nhảy theo cho lắm rồi. Dạ. Vâng. Không cho vong mình đâu mình. Vâng, vâng. Người ta không mình cho có quyền có phép chứ ông dạ. Nhỉ? Mình có quyền có phép, người ta đã nói rồi, làm lính thì có công mà làm đồng đấy, thì có phép chứ. Tới này người ta lại bảo nó đi ngồi ấy, bảo nó không được ngồi đâu nhá. Dạ. Thế không được đấy, ngồi người nhá. Nhờ nó ngồi ấy đi làm dạ. Ấy, nhá. Dạ. Bảo nó mình là đồng non con thứ mới, không đi ngồi dạ. Nhá. Thôi ông cứ bảo người ta tìm người nhá. Dạ. Ông cứ bàn tài tiếp.